Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi đã giảm khá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Hiện tại đứng quanh vùng giá 2016,3 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 103,32 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 39.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,158% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 75,3 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng giảm giá do có thêm số liệu tốt hơn dự báo về kinh tế Mỹ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng hay còn gọi là PMI tổng hợp của công ty chỉ số S&P Global cho thấy hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6. Các số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn kỳ vọng gần đây khiến giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 3. Thay vào đó, khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong quý 2 đang tăng lên. Nhiều chuyên gia thậm chí cho rằng phải đến nửa sau của năm 2024, ngân hàng trung ương này mới khởi động việc cắt giảm lãi suất. Trong ngày hôm nay, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo tổng sản phẩm trong nước hay gọi là GDP quý 4 và cả năm 2023. Dữ liệu này sẽ tiếp tục định hình kỳ vọng của thị trường về chính sách của Fed trong thời gian tới. Mức giảm của giá vàng hạn chế nhờ đồng bạc xanh xuống giá sau mấy phiên tăng liên tiếp. Theo chiến lược gia Daniel Gary của công ty TD Securities cho biết, đồng bạc xanh đối mặt với áp lực giảm sau khi Trung Quốc có động thái tăng lượng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 25 tháng 1 tuyên bố hạ dự trữ bắt buộc để giải phóng 140 tỷ đô la Mỹ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại. Trung Quốc đang đi đến một gói kích cầu toàn diện hơn để giải tỏa tâm lý bi quan đã phủ bóng lên thị trường tài chính của nước này trong suốt mấy tháng qua. Nỗ lực đó của Trung Quốc đang gây sức ép mất giá lên đồng bạc xanh, theo ông Gary nói. Cũng theo vị chuyên gia này, giá vàng đang trụ vững trước sự biến động về kỳ vọng lãi suất trên thị trường. Ông cho rằng đó là bởi nhà đầu tư vẫn chưa nắm giữ đủ vàng trong danh mục xét tới việc Fed đã đi đến giai đoạn cuối của chu kỳ thắt chặt và chuẩn bị bước vào chu kỳ nới lỏng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhận bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm. Cụ thể như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào ở mức 74 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho hệ thống Hồ Chí Minh. Còn với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,52 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Các hệ thống khác thì đều duy trì trong xuống giảm. Trong đó có hệ thống Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm mạnh hơn, mua vào mức 74,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,80 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 200.000 đồng trên lượng mua vào nhưng giảm 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra ở hệ thống này cũng ở mức thấp, ở khoảng 900.000 đồng trên một lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào ở mức 62,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,90 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 62,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, đến thời điểm đầu giờ chiều nay, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh, mua vào mức 24.400 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.770 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 25.070 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.120 đồng trên đô la Mỹ, tăng 70 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 20 đồng trên đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại,
Đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, giảm 200 nghìn đồng trên lượng mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang đứng ở mức rất cao, đứng ở mức 2 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 395 nghìn, bán ra 7 triệu 645 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 405 nghìn, bán ra 7 triệu 640 nghìn, giảm 15 nghìn ở chiều mua, 20 nghìn ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 405 nghìn, bán ra 7 triệu 635 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7 triệu 490 nghìn, bán ra 7 triệu 580 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua, giảm 30 nghìn ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7 triệu 350 nghìn, bán ra 7 triệu 600 nghìn. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 7 triệu 395 nghìn, bán ra 7 triệu 645 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại cũng giảm 200 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2 triệu 500 nghìn đến 2 triệu 560 nghìn đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn. STC Huế mua vào 7 triệu 397 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 398 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại giảm trong khoảng từ 84 đến 200 nghìn đồng trên lượng, hay là giảm trong khoảng 8.400 đến 20 nghìn đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 6.270.000, bán ra 6.390.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.270.000, bán ra 6.400.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.260.000, bán ra 6.350.000, giảm 20.000 ở chiều vào chỉ bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.157,1 nghìn, bán ra 6.287,1 nghìn, giảm 19.800 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.578 nghìn, bán ra 4.778 nghìn, giảm 15 nghìn ở chiều vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.517,4 nghìn, bán ra 3.717,4 nghìn, giảm 11.700 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.463,2 nghìn, bán ra 2.663,2 nghìn, giảm 8.400 ở chiều vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn có đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.